Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền cơ sở của Đài Thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Thành phố Điện Biên Phủ đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và quản lý nhà nước tại các xã phường, đã đem lại hiệu quả thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, giấy tờ liên quan tại bộ phận một cửa, đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản TD Office tới 100% phòng ban, đơn vị trực thuộc và 9 đơn vị xã phường. Phần mềm được kết nối liên thông với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện. Tỷ lệ trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng theo quy định của tỉnh đạt 90%. 100% cán bộ, công chức tại các phòng ban, đơn vị đã khai thác tính năng và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm đáp ứng kịp thời yêu cầu tiến độ công việc. Đối với 9 xã phường thành phố, cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả làm việc hàng ngày của từng bộ phận chuyên môn và triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản trong công việc, giúp tăng hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ, giấy tờ liên quan tại bộ phận một cửa. Để thực hiện áp dụng công nghệ thông tin được tốt như hiện nay, thành phố đã tổ chức tập huấn cách thức tiếp cận công nghệ tới 100% cán bộ, công chức, viên chức ở xã phường, đầu tư trang bị máy tính, có kết nối Internet, phục vụ chuyên môn, tỷ lệ trung bình một máy trên một công chức. 100% cán bộ công chức sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi thông tin, tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian. Tại phường Him Lam, đã có 100% cán bộ công chức của phường được cấp và sử dụng thư điện tử công vụ. Trong đó, tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc đã đạt 90%. Cán bộ công chức đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong chỉ đạo, điều hành công việc, các tin tức sự kiện, văn bản pháp quy, thủ tục hành chính được thông báo, cập nhật liên tục, kịp thời, đúng quy định. Tại xã Tà Lèng, 100% cán bộ công chức đã phát huy có hiệu quả cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin đã được trang bị, thực hiện tốt tiếp nhận, xử lý công việc, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, nhanh nhạy, chính xác, hiệu quả. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận và xử lý gần 1.300 văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố. Đồng thời, xã ban hành gần 580 văn bản, hơn 130 báo cáo. Các văn bản đến được vào sổ công văn và xử lý kịp thời, đúng trình tự, phân công đúng đối tượng, đúng chức năng chuyên môn và tổ chức triển khai kịp thời theo sự chỉ đạo của cấp trên. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực như địa chính, tư pháp, hộ tịch, văn phòng thống kê và chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi khi công dân và tổ chức đến giao dịch. Việc ban hành các quy định, quy trình tiếp dân, niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế. Năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xã Tà Lèng đã tiếp nhận gần 1.000 vụ việc, phí lệ phí thu đạt 7 triệu đồng. 100% các hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn, nhanh chóng, chính xác, tạo thuận tiện, tạo niềm tin đối với các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban xã Tà Lèng là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban Nhân dân. Qua cái việc cải cách thủ tục hành chính sử dụng, ứng dụng cái công nghệ thông tin vào trong cái việc, nhất là cái việc tư pháp, về lĩnh vực tư pháp, về lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó có cái công tác bảo hiểm y tế cũng như công tác tài chính, ngân sách của Ủy ban Nhân dân xã được rất là thuận lợi. Các cái văn bản cập nhật các cái thông tin từ cấp trên cho đến các cái hướng dẫn để văn bản đã được cán bộ công chức thường xuyên cập nhật, tạo điều kiện cho cán bộ công chức xã đảm bảo được cái thời gian cũng như là cái chính xác về cái văn bản để ứng dụng vào trong cái tổ chức cái thực hiện cái nhiệm vụ của địa phương. Trên cái cơ sở như vậy thì đối với Ủy ban Nhân xã cũng đã thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ công chức xã được đi tập huấn, bồi dưỡng về nắm vững về các cái chương trình về cái công nghệ thông tin để áp dụng trong cái lĩnh vực chuyên môn để từng bước được hoàn thiện và làm cách cho nó chuyên nghiệp, bài bản
đối với cán bộ công chức cấp xã. Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã triển khai phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch đến 9 xã phường. Qua sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch, chị Lò Thị Bằng, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Mường Thanh thấy công việc mình làm chuyên nghiệp hơn, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, không để người dân phải chờ đợi, đi lại nhiều. Tiện nhất là khi sử dụng phần mềm, tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và phòng tư pháp thành phố theo từng tháng, quý trở lên. Từ đầu năm đến nay, phường Mường Thanh đã đăng ký khai sinh cho 223 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 67 cặp, đăng ký khai tử cho 32 trường hợp. Tôi thấy kể từ khi sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch, công tác hộ tịch có bước chuyển biến tích cực, thực hiện chuyên nghiệp hơn, giải quyết các thủ tục của người dân nhanh gọn, đúng pháp luật, thống kê báo cáo hàng tháng, hàng quý, dễ dàng và thuận tiện trong việc tra cứu và quản lý. Đặc biệt trong việc ứng dụng phần mềm vừa giảm tải các công việc cho cán bộ chuyên môn, cụ thể là thủ tục đăng ký khai sinh đúng hạn này. Khi nhập các thông tin vào hệ thống quản lý hộ tịch xong thì công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân trong khoảng 2 phút và thông tin của công dân đó sẽ được chuyển sang bảo hiểm xã hội để cấp luôn thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến hộ tịch, vừa giảm bớt chi phí về thời gian và tiền bạc của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được thành phố triển khai đến tất cả các xã phường trên địa bàn theo hướng đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, nhằm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại. Sau khi hoàn thành, tiến tới giải quyết thủ tục hành chính liên thông 3 cấp từ cấp xã phường tới thành phố và tỉnh, giúp tổ chức cá nhân giảm thời gian, chi phí đi lại, hướng tới sự hài lòng của người dân. Đây cũng chính là thước đo trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phường Mường Thanh luôn chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, luôn được cấp ủy chính quyền phường đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn chạy qua địa bàn phường Mường Thanh có chiều dài hơn 1,2 km, với gần 400 hộ dân thuộc 3 tổ dân phố sinh sống dọc hai bên đường. Thời gian gần đây, mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý trật tự đô thị, nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường này vẫn xảy ra. Phường Mường Thanh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hộ dân trên địa bàn, tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết, chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua theo dõi, thấy gia đình ông Đào Đức Khánh, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh đã sinh sống và kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ nhiều năm nay. Nhưng gia đình đã tự ý sử dụng hành lang hè phố trước cửa gia đình làm nơi tập kết phế liệu, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Khi được lực lượng chức năng phường xuống tuyên truyền vận động, gia đình đã ký cam kết và tự dọn dẹp phần hành lang lấn chiếm sai quy định. Hiện nay, trong quá trình tổ chức thực hiện, trước hết về cơ quan chức năng quản lý đô thị của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với quản lý trật tự của phường, thực hiện một số những cái giải pháp trong quá trình quản lý đô thị và quản lý trên địa bàn trong thời gian qua. Là một người dân trên địa bàn dân cư, tôi thấy rằng sự phối hợp cộng tác giữa cơ quan chức năng của phường và thành phố trong thời gian vừa qua triển khai trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng nên một cái môi trường văn hóa trên địa bàn của phường Mường Thanh. Trong đó đặc biệt là vấn đề quản lý vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên là trong thời gian tới để đảm bảo được cái đó thì cũng nắm bắt, chúng tôi cũng tuyên truyền nắm bắt được cho những người dân phải tuyên truyền chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như là những người tham gia hoạt động kinh doanh buôn bán và hành nghề trên địa bàn, buôn bán nhỏ và các dịch vụ trên địa bàn không được làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, đảm bảo quản lý giữ vệ sinh môi trường và an ninh chung của toàn phường Mường Thanh. Cùng với công tác tuyên truyền vận động,
phường đã huy động các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị. Thường xuyên tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị, vỉa hè lòng đường, vệ sinh môi trường. Tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện giao thông không đúng quy định. Bố trí biển quảng cáo, mái vẩy, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Các vấn đề trên đã được lực lượng chức năng kiểm tra, tháo gỡ, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, tại các khu vực khác như ngã tư chợ Mường Thanh, khu vực trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ, khu vực hành lang sân vận động tỉnh, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe và bán hàng rong vẫn còn diễn ra, nhất là trong thời điểm cuối năm, nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân tăng cao. Thực hiện văn bản số 1520 VBUBND ngày 29 tháng 10 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc phối hợp duy trì, kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố như đội quản lý trật tự đô thị, công an thành phố, tổ chức nhiều đợt ra quân, lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đợt ra quân gần đây, phường đã tiến hành lập biên bản xử lý trên 10 trường hợp vi phạm mỹ quan đô thị, thu giữ nhiều ô dù, biển quảng cáo, xử lý lập biên bản 25 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Địa bàn phường Mường Thanh thì là một địa bàn rất là phức tạp về công tác trật tự đô thị. Những cái hành vi vi phạm như là lấn chiếm hành lang vỉa hè, rồi là vi phạm về dừng đỗ rất là nhiều. Nên là trước cái tình hình thực tế như thế thì công an phường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường lên những cái kế hoạch ra quân để xử lý vi phạm. Cái khó khăn lớn nhất thì đơn vị công an phường đã đi khảo sát những cái khu vực chợ trên địa bàn phường Mường Thanh. Thì tại những khu vực chợ này thì gần như là đã không còn cái chỗ để cho người dân ngồi buôn bán nữa. Nếu mà còn thì là thường thường là những cái vị trí mà ở rất sâu trong chợ, rất là khó buôn bán. Thế nên là dẫn đến cái tình trạng là quá tải, các cái chợ đều quá tải. Thế do đấy là cái nhu cầu buôn bán của người dân thì ngày một càng tăng. Thế nên là khi mà các khu chợ quá tải thì người dân là tràn ra các cái khu vực hành lang vỉa hè để thực hiện cái hoạt động mà mua bán của mình. Từ đó là dẫn đến cái tình trạng mà vi phạm ở trên địa bàn phường Mường Thanh. Thì cái công tác mà phối hợp ra quân xử lý thì nó chỉ xử lý được phần ngọn thôi, chứ chưa xử lý được phần gốc. Thì trong cái quá trình công tác thì công an phường cũng đã tham mưu Ủy ban phường để tham mưu lên trên Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành là khảo sát những cái địa điểm phù hợp để xây dựng hoặc là mở rộng các cái khu chợ để tạo ra những cái nơi buôn bán đúng theo quy định của pháp luật cho bà con nhân dân. Nếu mà xử lý được cái vấn đề này thì chúng ta mới xử lý được cái phần gốc, phần cốt lõi ở đó, thì cái vấn đề mà vi phạm hành lang vỉa hè thì mới có thể là triệt để được. Để tạo ra những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân phường rất cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, đoàn thể địa phương. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định, thực hiện văn minh đô thị và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể nhân dân ở khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc trang truyền cơ sở của Đài Thành phố Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.